Em rất là cảm ơn tất cả các anh chị trong thời gian qua đã tin tưởng nhờ em giúp đỡ anh chị mua nhà. Thì em có một cái video nhã nhã muốn chia sẻ với anh chị là cái sự thành công của em năm vừa rồi. Và có một chút lời chia sẻ em muốn chia sẻ với anh chị là tại sao mình nên mua nhà. Đón xem hết cái video này nha. Anh chị đừng quên cho một cái like và chia sẻ video của em. And volume, go to awards. She doesn't want to say anything, but I want to tell you. Wow. So she closed 80 sites this year by herself. No assistant. 80 sites. And over, well, should I tell them your volume? Over $25 million in volume. Các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận như Tomball, Katy, Cypress, Richmond, Sugar Land, Spring, Humble, Fort Sill và những thành phố lân cận khác thì Vi đều có thể giúp anh chị mua bán được. Thì cái video này á là không có phải giới thiệu nhà, nhưng mà em muốn chia sẻ một chút về cái suy nghĩ của em. Tại vì em bán nhà mới rất là nhiều và thật sự là 95% những cái căn nhà mà em giúp khách hàng mua đều là nhà mới. Tại sao em hay giới thiệu nhà mới là tại vì em cảm thấy á, mình mua nhà cũ á, cái giá cũng tương đương gần với nhà mới rồi. Những căn nhà cũ nếu mà anh chị thật sự kiếm những căn nhà mà cỡ tầm 3-4 năm cũ á, thì cái giá của họ bán cũng rất là tương đương với giá nhà mới. Thì tại sao mình không mua một căn nhà mới để mình ở cho yên tâm? Rồi nhà cũ mà cũ lâu năm á, thì mình sửa sang rất là nhiều tại vì em có mua nhà cũ hồi trước. Thì em thấy mình mua về mình sửa sang rất là nhiều thì cũng rất là nhức đầu. Trong khi đó mình mua một căn nhà mới là họ có bảo hành cho mình. Họ có bảo hành cho mình là 1 năm từ trong ra ngoài, 2 năm á, là ở trong vách tường, ống điện và ống nước. Rồi 10 năm á, là cái structure và cái foundation của căn nhà. Thì mua nhà mới rất là yên tâm tại vì họ có bảo hành cho mình. Thì nếu mà anh chị thật sự mà tìm hiểu sâu xa về nhà mới á, thì anh chị sẽ biết được là tại sao hãng này bán cái giá rẻ hơn, hãng kia bán cái giá như thế này và hãng bán mắc hơn. Thì cũng tùy theo khu vực, anh chị cùng một cái hãng nhà luôn nhưng mà tùy theo khu vực á, thì cái giá cũng sẽ thay đổi. Giống như ở bên Katy á, họ bán nhiều, họ bán rất là chạy nên cái giá nhà cũng mắc hơn so với bên Richmond hoặc là ở trên Conroe. Nhưng mà cùng một hãng nhà mà giá cả khác nhau thì tùy theo vào khu vực, và cũng một cái khu vực đó mà nhiều hãng khác nhau thì giá cũng khác nhau, thì tùy theo chất lượng của mỗi hãng nhà. Nếu mà mua nhà mới yên tâm là tại vì họ có bảo hành, nhưng mà thật sự một căn nhà mà họ xây ra họ bán cho mình á, là tới 20-30 người làm trên một cái căn nhà. Giống như cái người mà làm cái khâu đổ xi măng là một cái người khác, rồi cái người mà dựng cái sườn nhà cũng là một người khác luôn, rồi người làm mái nhà cũng người khác, rồi những cái cabinet, rồi cái sàn nhà, rồi countertop, nói chung là một căn nhà tới 20-30 người để làm trong một cái căn nhà. Thì thật sự là một căn nhà mà xây ra á, thì dĩ nhiên là có lỗi rồi tại vì con người làm mà đâu phải là máy móc đâu. Nhưng mà anh chị mua với em á, thì lúc nào em cũng muốn anh chị có được một căn nhà tốt, thì dĩ nhiên em cũng sẽ giới thiệu với anh chị một người kiểm tra nhà, một người kiểm tra nhà tốt, chất lượng, chứ không có phải là giới thiệu với anh chị một người mà kiểm tra nhà để kiểm tra cho xong để anh chị mua căn nhà, thì em không có làm cái đó được. Nên em có một cái người inspector em rất là tin tưởng, tại vì cái ông đó là ông tới căn nhà mà giống như là ông dành rất là nhiều thời gian, ông ở đó 4 5 6 tiếng để kiểm tra căn nhà cho mình. Thì em cảm thấy rất là yên tâm nên là mỗi căn nhà mà khách em mua em đều giới thiệu để cái người đó đi ra kiểm tra nhà. Nên mỗi lần mà anh chị mua nhà mà muốn làm inspection á, là em đều giới thiệu một người rất là tốt để kiểm tra nhà coi thử là nhà mình có vấn đề gì không. Và dĩ nhiên là khi mà mình kiểm tra nhà đó thì căn nhà của mình có rất là nhiều vấn đề. Dĩ nhiên là mái nhà hạ lót không có đều, nó sẽ có những cái nó sẽ bị lip lên, giống như nó bị hở hoặc là nó không có ngay ngắn. Rồi cái giống như là cái installation nhiều khi họ bỏ không có đủ, nó bị hụt hoặc là những cái lặt vặt. Thì thật sự á, lúc nào mình kiểm tra nhà ra, nhà mới nhà cũ đều có vấn đề hết.
Không có căn nhà nào mà hoàn chỉnh, thật sự là không, mặc dù mà căn nhà mắc tiền cả triệu đồng cũng không có hoàn chỉnh. Tại vì như em chia sẻ là tới 20-30 người làm thì dĩ nhiên á nó không có hoàn chỉnh được, nhưng mà khi mà mình có cái inspection report á thì mình gửi cho builder, builder họ sẽ sửa cho mình. Thì theo kinh nghiệm của em thấy á thì builder mà mắc tiền, builder tốt thì họ sẽ sửa hết tất cả mọi thứ trong cái report luôn, mặc dù những thứ mà họ thấy là không có hợp lý. Tại vì cái người inspector là họ kiểm tra là những cái lỗi chút 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 thôi họ cũng bãi vào, còn builder tốt á, thì họ sửa hết, họ không có nói gì hết, họ sửa. Còn những cái builder mà giống như là rẻ tiền hơn thì họ chỉ sửa những cái mà họ thấy là ồ thật sự là cần phải sửa thì họ sẽ sửa, còn những cái họ thấy không có đáng thì họ không sửa. Thì cái đó cũng là không phải là builder dở, tại vì cái đó là theo em thấy á, là giống như là theo coding á thì cái đó là hợp tiêu chuẩn rồi, đối với họ là không có cần phải làm, nên họ không có làm cái đó, chứ không có phải là bắt buộc họ sẽ làm hết tất cả mọi thứ. Đó là sự khác biệt em thấy giữa cái builder mà mắc tiền, giống như là mắc tiền mà giống như là rất là mắc tiền luôn á, còn những cái builder mà cỡ trung bình thì cái cách sửa của họ khác, nhưng mà nói chung họ vẫn giao cho mình một căn nhà hoàn chỉnh và đều có bảo hành hết, thì mua nhà mới rất là yên tâm. Thì em cũng cảm ơn tất cả các anh chị rất là tin tưởng ở em để mà nhờ em giúp đỡ mua nhà để chuyển tới đây, tại vì có rất là nhiều anh chị ở tiểu bang khác không có biết gì về Houston, Texas và những thành phố lân cận như Katy, South và Richmond, nhưng mà cũng gọi em rồi tham khảo ở em, rồi em giới thiệu những cái khu vực và anh chị cũng tin tưởng mua nhà. Và có nhiều anh chị mua nhà mà chưa bao giờ thấy luôn, giống như là mua online vậy đó, xong rồi qua nhận nhà là nhận chìa khóa thôi chứ ký giấy cũng online luôn. Thì em cũng rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã tin tưởng mua nhà bên em. Thì em cũng rất là mong anh chị mua được căn nhà mà anh chị yêu thích, chứ không có phải là giúp anh chị mua nhà là em bán được là xong, em cũng không có muốn vậy. Em rất là muốn kiếm được căn nhà mà anh chị theo cái nhu cầu của anh chị, giống như ví dụ nếu mà anh chị muốn một căn nhà mà trường học tốt thì em sẽ giới thiệu những căn nhà học trường học tốt. Rồi nếu anh chị muốn một căn nhà mà ở gần sân bay hoặc là gần chùa nhà thờ thì em sẽ giới thiệu một căn nhà gần nhà thờ gần sân bay. Nói chung là tùy theo nhu cầu của anh chị thì em sẽ giới thiệu theo cái khu vực. Nhưng mà em rất là mong muốn anh chị kiếm tìm một căn nhà mà mình cảm thấy vui, hợp lý để ở, chứ không có phải là em bán nhà cho anh chị là xong, là cái điều đó em không có muốn. Em muốn chia sẻ là nhà mới hoặc là nhà cũ khi mà mình làm inspection ra lúc nào cũng sẽ có những cái vấn đề mà mình cảm thấy là không có hợp lý, nhưng mà được cái là nhà mới là họ sẽ sửa hết cho mình và mình có bảo hành thì mình rất là yên tâm. Đó cũng là một lý do tại sao em khuyên tất cả các anh chị là nên mua nhà mới. Và em cũng có chia sẻ với anh chị là khi mà anh chị từ một tiểu bang khác không có biết gì về Houston hay là những thành phố lân cận á, thì mình chỉ cần mua một căn nhà nhỏ nhỏ thôi mình ở để mình ổn định trước, để mình qua đây mình ổn định, xong rồi mình sau này mình muốn upgrade hay là mình mua nhà lớn hơn cũng được, tùy theo ý mình. Ở đây có rất là nhiều hãng nhà xây dựng khác nhau, giá cả thì tùy theo hãng. Có hãng xây cỡ 200 ngàn cũng có, 250, 300, 400, 500, 7, 800, 1 triệu cũng có luôn, tùy theo nhu cầu của anh chị. Và cái chất lượng nó khác nhau là tùy theo giá nhà, giống như là nhà mà mắc tiền thì họ bỏ những cái đồ ở bên trong rất là sang, giống như cái countertop đi, họ sẽ làm rất là đẹp, rất là sang, thì cái giá nhà nó lại tăng lên. Hoặc là cái sàn nhà của mình nó như thế nào đó, thì nói chung là có rất là nhiều giá, nhưng mà tùy theo nhu cầu của anh chị muốn nhà giá cỡ nào thì cứ chia sẻ, em sẽ giúp anh chị mua được căn nhà anh chị cảm thấy vừa ý, hợp lý thì mình mua, chứ không có với lại đi với em á, là em không có phải là anh chị mua mới được đâu, giống như là nhiều anh chị qua đây chị muốn đi xem nhà muốn coi cho biết thôi, thì ok em dẫn anh chị đi coi nhà, đi xem những khu vực cho biết, chứ không có cần phải là đi coi là phải mua, không phải vậy. Miễn sao anh chị cảm thấy miễn sao anh chị cảm thấy là mình kiếm được căn nhà mình yêu thích thì mình đặt cọc mình mua. Và khi mà mình đặt cọc mua nhà mới á thì mình phải chắc chắn là mình mua, tại vì builder họ không có muốn mình mua xong mình đổi ý, tại vì nếu mà mình đổi ý á là mình sẽ bị mất tiền, họ không có trả cho mình. Nên khi anh chị quyết định mình đi mua á thì mình mới đặt cọc, chứ đừng có đặt cọc xong rồi đổi ý rồi nghĩ là họ muốn lấy tiền của mình, là không phải đâu.
builder là họ muốn bán nhà cho mình chứ họ không có muốn lấy tiền đặt cọc của mình đâu. Có nhiều hãng á, họ không trả lại tiền đặt cọc nhưng mà họ nói với mình là trong vòng một năm họ sẽ giữ cái tiền đó rồi anh chị có thể đến mua một căn khác của họ ở khu vực nào đó, miễn là hãng của họ thì họ sẽ trả lại cái tiền đặt cọc đó. Nói chung là cũng là con người mà người ta cũng reasonable chứ không có phải là kiểu muốn lừa gạt ai hay là muốn lấy tiền của người ta đâu. Em thấy khi mà anh chị sẵn sàng mua nhà thì mình mới đặt cọc, hoặc là khi mà mình quyết định mua rồi đó thì mình đặt cọc. Có một chút chia sẻ như vậy thôi. Ý của em là anh chị mua nhà bên em thì em rất là mong muốn kiếm tiền cho anh chị một căn nhà anh chị vừa ý mua để ở, chứ không có phải là bán cho anh chị căn nào cũng được, là cái đó là điều mà em không có thích. Em rất là mong muốn anh chị kiếm được một căn nhà mà mình hài lòng, mình thích thì em rất là vui. Và em rất là cảm ơn tất cả các anh chị trong thời gian qua rất là tin tưởng đã mua nhà với em. Và có nhiều anh chị mua nhưng mà chưa dọn qua đây ở thì em có thể giúp đỡ gì cho anh chị thì em cũng rất là cố gắng giúp cho anh chị. Giống như ví dụ trời lạnh thì em cũng đi tắt nước, hay là trời nóng thì em cũng đi chăm nom cải giùm. Chị muốn mua nhà hay bán nhà thì cứ gọi em nha. Nhà mới, nhà cũ, commercial, thuê mướn hay là bán đất, em đều có thể giúp anh chị được hết. Thì anh chị hãy cứ gọi cho em, số điện thoại cho em là 832-367-1041. Em chỉ có một chút chia sẻ của ngày hôm nay thôi, nhưng mà hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video kế tiếp. Đừng quên cho một cái like và chia sẻ video của em nha. Bye bye.